Xin phép. Do quyết định của Đức Giám mục Giáo phận, giờ đây con công bố các nhà thờ và các trung tâm trong các giáo phận được chọn làm điểm hành hương trong năm thánh giáo phận. Giáo hạt Phước Long hành hương tại nhà thờ giáo xứ Phước Vinh. Giáo hạt Đồng Xoài hành hương tại nhà thờ giáo xứ Đồng Xoài. Giáo hạt Gia Nghĩa hành hương tại nhà thờ giáo xứ Gia Nghĩa. Giáo hạt Đát Minh hành hương tại nhà thờ giáo xứ Bác Ái. Giáo hạt Mẫu Tâm hành hương tại nhà thờ giáo xứ Châu Sơn. Giáo hạt Chính Tòa hành hương tại nhà thờ giáo xứ Chính Tòa. Giáo hạt Giang Sơn hành hương tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hòa. Giáo hạt Buôn Hồ hành hương tại nhà thờ giáo xứ Buôn Hồ. Và ba trung tâm hành hương. Thứ nhất, đồi Đức Mẹ Thác Mơ, giáo hạt Phước Long. Đồi Đức Mẹ Giang Sơn tại giáo hạt Giang Sơn. Và đồi Thánh Tâm tại giáo xứ Xã Đoài, giáo hạt Đắc Bình. Con xin cảm ơn.